Trên mạng xã hội tối ngày 23 tháng 7 dậy sóng sau khi tập 6 The Face Việt Nam khép lại. Đặc biệt, chi tiết Lan Khuê bật khóc và tức tối bỏ về sau khi biết được kết quả Phạm Hương lần thứ 3 liên tiếp loại thí sinh của đội mình ra về, được cư dân mạng cắt thành ảnh động và chia sẻ khá nhiều, kèm theo những lời bình luận bày tỏ sự bức xúc. Đa phần người hâm mộ của Lan Khuê thể hiện ý kiến không đồng tình với hành động sự ép của cô dành cho Lan Khuê. Bên cạnh những lời nói chỉ ra sự không công bằng của Hoa hậu Hoàng Vũ, khán giả cũng động viên đến Lan Khuê, mong cô mạnh mẽ để tiếp tục chiến đấu với thí sinh cuối cùng. Mối quan hệ của Lan Khuê và Phạm Hương từ lâu được khán giả đặt ra nhiều đồn đoán là bất hòa. Vì vậy, khi cùng ngồi ghế giám khảo cạnh tranh trong chương trình The Face, hành động thái độ họ dành cho nhau luôn được quan tâm nhiều hơn hết sau mỗi tập. Quyết định loại thành viên thứ 3 của đội Lan Khuê của Phạm Hương ở tập 6 như một hành động khiến nhiều khán giả đánh giá là Hoa hậu đang sự ép đội đối thủ một cách quá đáng. Những tập trước đó, thái độ biểu cảm họ nói về nhau trên sóng cũng gây nhiều chú ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.